nay mình sẽ test thử skin air mới của ma thuật sư, giáo sư văn học. Ad này là của bạn Phong cho mình mượn chứ mình quay chưa bao giờ ra skin hết trơn á. Ad này của bạn Phong á thì rank chiến binh rồi cho nên hunter cũng từ salop trở lên thôi. Mình mượn để test skin quick match thôi chứ không dám vô rank. Hello, chơi game mình thấy yên tĩnh quá cũng sợ thiệt á, sợ mỗi mộng phù thủy á. Đi lừ lừ tới không có team xong đánh một cái thả chó thêm một hit nữa. Để mình nổ máy coi hunter là ai. Hàng nghệ sĩ vào lòng, mới nổ điện xong bạn tiền đạo hết luôn rồi. Ráng khai nha bạn ơi, máy chưa được 50 nữa. Team không có rest khó cứu lắm. Ta rồi mới nói xong luôn. Mình mang 36 á, nhưng mà máy mới được 50 à. Thường thường khai sớm mình hay hiến lắm. Rồi nhìn vậy là biết chắc đầu vàng đang ở đó bully rồi á. Giờ mà đầu vàng hít cái xong còn có hai người sửa máy à. Sao mọi người về bỏ máy đi cứu nữa. Nghe mùi toan nha. Mình để ý mấy cái skin của ma thuật sư á, thiết kế giống trong phim Harry Potter ghê á. Nhìn đẹp thật sự luôn. Đây để mình xong máy mình đi cứu bạn nè. Mỗi lần mà mình ghép team với lại mấy bạn Hàn hoặc là Nhật á, ping mà lúc nào cũng cao á. Hiện tại đang 200 mấy luôn kìa. Rồi đây để mình đi cứu bạn nè. À, chủ tế binh cứu thôi, để bạn chủ tế cứu mình đi sửa máy tiếp. Trời ơi, máy đào vàng nhiều mấy 0%. Ông nào đi la bully không lo sửa máy nha. Map này công nhận rộng thật sự luôn á. Bạn chủ tế chạy từ nãy giờ chưa tới. Tới ghế là quá nữa luôn rồi. Cứu một lần thôi nha bạn. Bạn đào vàng chạy qua đây mình heal cho. Chơi team 4 người mà một người khai trên ghế kìa. Thôi bạn chủ tế anh hít xa rồi không biết cứu kịp không. Cái này căng dây đàn chúng là chết. Hà cứu được. Thôi bạn chủ tế chạy luôn đi, đừng để double down nha. Còn nguyên si 4 máy á. Mỗi lần chơi game cầm An là ghét nhất. Đầu vàng luôn trời, hôm nay lại phải heal cho bạn này. Rồi thôi xong, chữ ông kéo dài luôn. Cái này may quá không chơi rank chứ, chơi rank là toàn cực mạnh rồi, khóc luôn. Giờ hầm chưa có luôn á. Để mình sửa xong cái này mình đi cứu hầm, mình nhảy hầm nha. Hình như hiện tại chỉ có hai nhân vật được thiết kế skin xong vẽ thêm mắt kính là ma thuật sư với lại nhiếp ảnh gia thì phải. Đây mình tới hunter đang đuổi hai bạn đó vòng vòng ngoài cổng trước đây nè. Rồi thôi xong. Thôi luôn. Bạn đầu vàng quyết tâm không từ bỏ. Đam mê bully hunter. Để xong máy mình đi cứu bạn nè. Đây quờ lại là. Rồi cầm cắm mắt. Thường thường mình thấy nghệ sĩ vô lông hay cầm pling. Rồi né được cái dây đó. Đừng có tê rô mình nha. Rồi rồi cứu được. Rồi giờ đào vàng lên ghế là cho bạn bay màu luôn. Không ai cứu được đó. Ai cũng nửa máu hết trơn rồi. Cái tội đi bully hunter nha. Rồi chủ tế cứu được. Chắc mình nó đặt cái vòng xuyên qua tảng đá ngay cái ghế luôn mới cứu được sao á. Giờ 39 sao chạy. Mọi người đang nhìn thấy ở đây giáo sư văn học Master Deco. Đầu vàng mà từ đầu game đến giờ không đi bully chắc còn hai máy à. Thêm máy bạn chủ tế nữa thôi là chắc còn một máy thôi đó. Bạn chủ tế này khai hay ghê nè. 60 giây rồi đó. Rồi đào vàng biết đâu rồi. Có đi sửa máy hay không. Thôi né được dây. Né được gãy đàn luôn. Ghê. Đây ông này. Đi sửa máy đi trời ơi. Nhây 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 hoài.
Rồi xong máy thứ ba, để mình qua bù máy nhà gỗ của chủ tế nữa là còn một máy. Chơi game 3 người 4 máy. Có ai match với lại mấy bạn nước khác mà bị ping cao như mình không vậy? Làm sao để giảm được ping khi chơi? Chứ đi nó cứ giật giật khó chịu ghê á. Máy mình thì không có yếu rồi, mình đang xài iPad. Mạng thì mình xài 5G mà không biết sao nó cứ lắc kiểu vậy á. Hiu đi nhai khai không được cái pin, xin cảm ơn. Giờ lên ghế cho bạn bay màu nó không ai cứu đâu. Đây để mình hiu cho bạn. Rồi hiu cho mình đi. Đó kìa. Đi cứu thiệt. Thôi mình sửa máy tiếp. Nếu là mình á, mình không có cứu đâu. Mình xấu tính lắm. Không đi sửa máy mà đi bully Hunter. Rồi Hunter tới giếng mình luôn rồi. Nửa máu xong kiểu nghệ sĩ qua lông mắt chiêu luôn. Rồi đó thôi nhật ký trong tù luôn. Nghệ sĩ bao lâu không có như An. Ví dụ cái dây đó hết rồi bạn đặt tôi chơi mới. Còn An hết mèo rồi phải chờ hồi mèo được. Không tôi không kịp. Giờ còn một máy à. Các bạn cứu mình quá nữa cũng được. May ở đây không có hầm. Chứ có hầm là chết ngắt rồi. Cứu ma thuật sư mà dưới hầm nó thôi luôn á. Tero cả hai đứa. Tê lê luôn, bạn đầu vàng cứu mình đi, đâu rồi? Nãy giờ nói xấu bạn đó mình chứ bạn không nghe. Không có bạn đâu bỏ mình luôn rồi. Đây phía ngoài biển có máy nè. Ô, mình qua sửa máy kia của chủ tế chắc cũng được 10 hay 20% rồi á. Bạn chủ tế này khai hay ghê á. Đây nè, đi theo mình sửa máy này cho xong nè. Đó rồi, lại đi nữa, đi bully nữa. Nó hầm ở đây. Đúng rồi, máy được 30. Để mình ráng xong. Ông kia ăn hít lúc nào thì trời, rồi lát lên ghế ai cứu. Này mình có nguyên cái combo trắng luôn nè. Skin trắng xong asset hình con thỏ này hồi sự kiện nào lâu lắm rồi mình quên rồi. Xong pet cũng màu trắng luôn. Đây bạn chạy thoát được hai vậy. Ráng lên nhà đào vàng, máy sắp ram rồi. Rồi để mình ra cổng đứng. Ram 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 ram. Thôi đào vàng khai bên đó để mình ra cổng sau. Không biết đào vàng khai được bao nhiêu lâu nữa. Không biết cổng mở kịp không. Sợ Hunter hồi tơ lê xong rồi á. Thôi để mình ra hầm. Mình nghĩ chắc Hunter tơ lê cổng này quá à. Đó, đúng luôn, mà không biết cổng bên nào thôi. Chắc bạn chủ tế mở cổng xong cái hình to cho hòa luôn quá. Bích xê có khác hèn chi. Khai ghê. Ok, bye bye mọi người.